Một câu hỏi tiếp theo chúng con xin gửi đến Thầy Thích Đạo Thịnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin Thầy Thích Đạo Thịnh cho con hỏi một câu ạ. Bạn đồng tu của con nói rằng cần phải tu nhiều pháp của Đức Phật dạy để khi lâm chung thần thức sẽ có cách xử lý với oan gia trái chủ phá hoại. Và khi lâm chung đã có Phật sắp xếp không cần phải hộ niệm. Vậy con kính xin Thầy từ bi chỉ dạy cho con. Con xin tri ân công đức của Thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni từ bi chứng minh. Kính thưa đại chúng, đối với một người đi đường thì chúng ta cứ đi thẳng một đường thì nhanh đến, hay là đi vòng vèo thì nhanh đến hơn ạ? Ví dụ như chúng ta muốn ra ngoài cổng kia thì chúng ta chỉ cần đi ra đến cửa và đi thẳng là ra đến cổng. Thì chúng ta lại không muốn đi đường thẳng này, chúng ta lại vòng ngược ra đằng sau, chúng ta luồn ra phía sau, chúng ta đi ra. Mất thời gian hơn không? Thế mà còn trên cái đường đi đấy, còn chưa biết là gặp những cái gì nữa. Thế thì nói như thế để biết rằng nếu như chúng ta không tỉnh táo mà chọn lựa cái con đường an toàn cho mình thì e rằng cả cuộc đời tu hành chúng ta không đạt được gì. Bởi vì cái gì nó cũng lở dở, cái gì nó cũng ngang chừng. Chúng ta xem là mình là hạng nào. Bởi vì chư đại tổ sư, các ngài cũng tu hành tất cả các pháp môn có, nhưng mà các ngài là người nào? Đấy, các ngài toàn là Phật Bồ Tát tái lai thị hiện. Ví dụ như Liên Trì Đại Sư, ngài thông tất cả tam tạng thánh điển. Ấn Quang Tổ Sư cũng như thế, ngài thông tất cả kinh điển, các pháp môn tu của Phật. Nhưng cuối cùng các ngài đều chọn quay trở về một hướng chuyên niệm A-di-đà Phật cầu sinh Tây Phương Cực Lạc. Đấy là bậc thượng căn thượng trí. Các ngài đã biểu diễn cho chúng ta thấy như thế để làm gì? Để nói với chúng ta rằng dẫu cho tu hành pháp môn gì đi chăng nữa thì cái đích cuối cùng mà chúng ta cần đạt đến là gì ạ? Đời này liễu sinh thoát tử, viên thành Phật quả. Mà hôm nay pháp môn tu của Phật thì vô lượng pháp môn. Thầy Diệu Âm vừa Tịnh Hải vừa chia sẻ chúng ta, một là tất cả là một. Là cái đạo lý mà nhất thiết duy tâm tạo trên Kinh Hoa Nghiêm Phật đã nói rõ. Tất cả đều do tâm tạo. Nếu như chúng ta hôm nay cho rằng mình phải tu nhiều pháp môn để đến lúc lâm chung mình biết cách ứng xử với oan gia trái chủ. Xin thưa quý vị, riêng pháp môn tịnh độ chúng ta thôi, Đạo Thịnh chưa nói đến các pháp môn khác, bởi vì chúng ta là chuyên tu tịnh độ. Mà chỉ cần tôn ảnh A-di-đà Phật mà sai khác ấy, thì đến lúc mà lâm chung ấy, mà hiện ra hai ảnh tượng A-di-đà Phật thôi, chúng ta không biết chọn cái ảnh tượng nào là đã lạc đường rồi. Huống gì là nhiều cảnh giới biến hiện ra. Lúc đấy chúng ta trong cái trạng thái tâm hoang mang sợ hãi, vừa là bị cái tấm thân này tứ đại phân ly, đau như con rùa sống bị bóc mai, như cua sống nhúng vào nước sôi, như bò sống lột da, đau đến như thế. Liệu rằng lúc đấy có tỉnh táo,
Lúc đấy có nói rằng là mình còn tìm cái cách gì mà ứng xử oan gia trái chủ không? Đây là mới nói đến đau của cái thân này thôi, chưa chuyện là còn chư oan gia trái chủ, chư cảnh giới biến hiện. Lúc sáng Thầy Diệu Âm Tịnh Hải có chia sẻ đấy, có cái cảnh giới biến hiện là gì? Là hung dữ này, là báo oán trả thù, là chướng ngại con đường vãng sinh chúng ta. Đây mới là thô thiển. Còn những cảnh giới biến hiện vi tế hơn nữa, à, quý vị muốn thấy Phật đúng không? Tôi hiện Phật cho mà xem. Quý vị muốn thấy Bồ Tát đúng không? Tôi hiện được cả Bồ Tát. Đến lúc đấy quý vị chọn đi theo ai? Mà quý vị bảo rằng không cần hộ niệm. Nếu như lúc đấy không có người nhắc nhở để chúng tâm chúng ta chuyên nhất vào câu danh hiệu A-di-đà Phật, liệu mình có đủ sức vượt qua cái cơn đau của cái bệnh, cái thân này không? Liệu có đủ sức vượt qua chướng nạn của cảnh giới biến hiện hay không? Để mong cho đồng tu chúng ta đã chuyên tu pháp môn tịnh độ thì hãy mau mau nghiên cứu pháp hộ niệm càng sớm càng tốt. Bởi vì Thầy Diệu Âm Tịnh Hải cũng đã từng chia sẻ pháp môn tịnh độ là tổng quát, còn pháp hộ niệm là đi vào từng chi tiết ngóc ngách để chúng ta thấy rõ được những cái chướng nạn mà chúng ta cần phải vượt qua. Chưa nói gì lúc lâm chung, bây giờ ngồi đây thôi, tí nữa mà trót mà đứng dậy mà quên cái ví, quên cái túi, mà quay lại mà không thấy cái túi không, lúc đấy còn nhớ A-di-đà Phật không? Tối nay mà nằm ngủ mà nằm cạnh một cái người mà có cái mùi thơm là lạ, liệu có nhớ A-di-đà Phật không? Lúc lâm chung nó còn kinh khủng gấp vạn lần như thế. Cho nên cẩn thận quý vị nghe và phải suy ngẫm và phải hiểu, muốn hiểu thì phải học, phải nghiên cứu đi. Pháp hội này tổ chức ra là nhằm cho quý vị thấy rõ cái con đường. Khi thấy rõ con đường rồi, thôi mình chấp nhận mình là phàm phu, tội chướng sâu nặng, nghiệp chướng nó bủa vây khắp xung quanh chúng ta. Dù là đang lúc khỏe mạnh cũng đã có rồi, dù là lúc ốm đau bệnh tật càng nhiều hơn nữa, rồi lúc lâm chung là cái lúc mà quyết định cảnh giới chúng ta. Lúc đấy vô cùng khốc liệt, giống như một trận chiến ấy. Cho nên ân sư Thượng Tịnh Không Ngài mới nói, thường ngày niệm Phật là luyện binh, để khi lâm chung là đánh trận. Thắng được cái trận lúc lâm chung ấy thì vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, mà thua trận lúc lâm chung là theo nghiệp chướng mà thọ nạn. Mong cho đồng tu cẩn thận. Liên quan đây nói thêm một chút về chiều nay, vì thời gian nó không nhiều cho nên nói nó bị thiếu, là chiều nay có vị đồng tu hỏi chết và vãng sinh ấy. Nói thêm một chút thôi, nếu như chư vị còn ở đây hoặc là đại chúng đồng tu nhân đây nghe và hiểu. Chết có nghĩa là không được vãng sinh. Vì do không được vãng sinh cho nên phải đi luân hồi đọa lạc thì gọi là chết. Còn vãng sinh là không có chết. Vì sao? Vãng sinh là đi về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, chứng được ba cái bất thoái. Sau này quý vị nghiên cứu thêm, vì hôm nay nêu ra thôi, là vị bất thoái, hạnh bất thoái và niệm bất thoái. Vị bất thoái là địa vị không còn thoái chuyển nữa, từ hàng thất địa Bồ Tát trở lên. Hạnh bất toái là tâm hạnh. Lúc đấy tâm hạnh của quý vị là tâm hạnh của một vị Bồ Tát, là phát nguyện cứu độ chúng sinh. Cho dù gặp khổ nạn đến đâu, quý vị cũng không bỏ cái nguyện cứu độ chúng sinh. Còn niệm bất toái là tâm tâm niệm niệm của quý vị lúc đấy là hướng đến quả vị Phật. Do vậy là một người niệm Phật vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thù thắng vô cùng. Và muốn chúng ta đạt được cái sự thù thắng đấy, thì một lần nữa Đạo Thịnh chân tình
khuyên quý vị mau mau chóng chóng nghiên cứu và học tập pháp hộ niệm đi. Đừng có sơ suất nữa, đừng có cho rằng mình là thượng căn thượng trí mà bỏ qua cái pháp hộ niệm này, bảo rằng tự mình niệm Phật vãng sinh, nguy hiểm vô cùng lắm, chướng nạn rất nhiều. Quý vị cẩn thận nhé. A-di-đà Phật ạ. Dạ Phật. Giờ xin đại chúng cho một tràng pháo tay thật lớn để cảm niệm tri ân công đức của Thầy Thích Đạo Thịnh. Qua lời hướng dẫn của Thầy, bây giờ chúng con nhận ra mình chính là phàm phu. Mai mốt đây có thể là bị bệnh. Bây giờ chưa bệnh nhưng mà chắc chắn là phải bị bệnh. Chắc chắn là còn rất nhiều chướng ngại, đau đớn còn trước mặt chúng con. Cho nên việc hộ niệm là tối quan trọng với chúng con. Chúng con xin y giáo phụ ngành, đúng không chư vị? Chư vị có đồng ý là như vậy không? Dạ. Dạ, và cũng là quyết lòng để vãng sanh một đời này, chứ không có đi theo con đường chết nữa. Chúng con nghe theo lời chỉ dạy của Ngài mà chúng con vô cùng hoan hỷ, quyết lòng một đời này niệm Phật chuyên nhất và kết nhóm đồng tu, nghiên cứu hộ niệm, hộ niệm cho nhau để ai ai cũng có phước phần vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Chúng con xin thành tịch kính tri ân công đức của Thầy. Nam Mô A Di Đà Phật.